Mạnh Quỳnh có động thái mới trên trang cá nhân. Không chỉ lúc sinh thời đến khi Phi Nhung qua đời vẫn vướng nhiều thị phi, khiến khán giả không khỏi xót xa và bức xúc. Đỉnh điểm của câu chuyện chính là vào ngày 13 tháng 10, một nữ CEO nổi tiếng đã lên sóng livestream chửi rủa, bôi nhọ danh dự cố ca sĩ Phi Nhung. Nhiều cư dân mạng vô cùng hoang mang, không thể tin vào những lời lẽ mà bà này dành cho người chỉ vừa mới qua đời. Tan gia vẫn còn đang bối rối và tràn đầy nỗi đau xót. Mặc dù liên tục làm loạn trên mạng xã hội bằng những giấc mơ thiếu tính xác thật, nhưng người này vẫn trụ vững suốt khoảng thời gian dài. Thậm chí bà còn tổ chức giải ăn chặn mở rộng để lôi thêm hàng chục cái tên trong giới nghệ sĩ từng đứng ra kêu gọi từ thiện vì cho rằng những tài khoản chi này không minh bạch, ăn chặn tiền của người dân. Trước những phát ngôn đụng chạm chửi mắng không ngừng người quá cố, mới đây các khán giả của Phi Nhung đã có động thái gây chú ý. Theo đó, sau khi Mạnh Quỳnh thay đổi ảnh đại diện và ảnh bìa trên fanpage sau chuỗi ngày để hình sang trắng tưởng nhớ người bạn tri kỷ, thì một số fan đã vào bình luận cầu xin nam ca sĩ giúp gia đình Phi Nhung làm đơn kiện nữ CEO. Một tài khoản có tên N viết: "Anh Mạnh Quỳnh ơi, anh hãy giúp cho con gái của Phi Nhung viết đơn kiện đi. Tối ngày 13 tháng 10 bà ấy chửi Phi Nhung nghe mà xót lòng. Gia đình Phi Nhung phải viết đơn kiện bà ấy thôi, không thể nào để cho bà ấy rủa xả người đã quá cố." Rất nhiều netizen ngay sau đó đã ủng hộ hành động này. Mọi người đều hy vọng những điều tồi tệ sẽ được diệt trừ và trả lại công bằng, trong sạch cho cố ca sĩ Phi Nhung. Về phía Mạnh Quỳnh, anh vẫn chưa có bất kỳ phản hồi nào sau khi nhận được lời đề nghị từ khán giả. Trong tang lễ của Phi Nhung tại Mỹ, nam ca sĩ từng ẩn ý nhắc đến việc đồng nghiệp vướng nhiều thị phi, vu khống tại Việt Nam. Thậm chí anh từng ngỏ lời sẽ lên tiếng giúp Phi Nhung chứng minh bản thân trong sạch, nhưng bị cô ngăn cản vì sợ liên lụy, bị người ta bẻ cong sự thật ảnh hưởng đến danh tiếng của Mạnh Quỳnh. Long Nhật tiết lộ cú điện thoại lạ ngày đưa Phi Nhung đi hỏa táng: "Đến giờ này tôi vẫn ân hận. Tôi đến đó đợi thấy công an và nhiều người đứng đó, có hai cái xe đi ra trước để đánh lạc hướng công chúng, sợ người ta bu đông, đang lúc dịch bệnh không muốn rình rang." Long Nhật kể lại, Phi Nhung qua đời trưa ngày 28 tháng 9, mãi tới ngày 8 tháng 10, thì hai nữ ca sĩ mới được đưa đi hỏa táng và tro cốt được Việt Hương đưa về Mỹ vào tối cùng ngày. Đám tang của Phi Nhung được diễn ra vào ngày 13 tháng 10 theo múi giờ Việt Nam. Rất đông khán giả và đồng nghiệp tại hải ngoại đã tới đưa tiễn Phi Nhung trong lễ tưởng niệm và cầu siêu. Sau khi hậu sự của Phi Nhung được chu toàn, ca sĩ Long Nhật bất ngờ đăng clip kể về hành trình đưa Phi Nhung đi hỏa táng. Với anh, được đưa tiễn Phi Nhung đoạn đường cuối là một điều kỳ diệu và linh thiêng. Cụ thể, Long Nhật nói, hôm đó tôi đang đi viếng mẹ của nghệ sĩ Trịnh Kim Chi mất, thì tự nhiên có một số điện thoại lạ gọi đến. Bình thường tôi không nghe mấy số điện thoại lạ, nhưng không hiểu sao lúc đó lại nghe ngay. Người gọi là một người đàn ông, giọng rất gấp rút. Người đó nói, anh Long Nhật ơi, chị Phi Nhung không được ướp đẹp như anh Chí Tài để đưa về Mỹ đâu. Chiều nay phải đưa chị Nhung đi thiêu ở Bình Hưng Hòa rồi. Anh đến ngay tòa nhà Thuận Kiều chờ xe tang đưa chị Phi Nhung ra để anh tiễn chị. Tôi hỏi em là ai, thông tin này có chính xác không? Người đó nói, sau này em sẽ nói cho anh biết em là ai. Anh chỉ cần biết em là fan rất thương anh. Em muốn anh được tiễn chị Phi Nhung một đoạn đường cuối. Tôi đến đó đợi thấy công an và nhiều người đứng đó, thấy vài đồng nghiệp và người thân cũng đứng đó. Chính người đàn ông đó đã sắp xếp chỗ đậu xe cho tôi. Người đó còn dặn, sẽ có hai cái xe đi ra trước để đánh lạc hướng công chúng, sợ người ta bu đông, đang lúc dịch bệnh không muốn rình rang. Cũng chính người đó dặn tôi, xe cứu thương thứ ba chạy ra là xe chở em Phi Nhung, kế sau là xe của gia đình, xe của tôi và xe của Trang Trần chạy đến đài hóa thân Hoàng Vũ. Họ làm rất nghiêm ngặt, chỉ có xe chở Phi Nhung được vào, còn tất cả đứng ở ngoài. Năn nỉ quá thì người ta bảo, ai có khăn tang là người ruột thịt mới cho vào trong. Tôi làm gì có khăn tang, chỉ mặc quần áo đen, mình chỉ là người anh thân thiết trong nghề thôi. Tự nhiên có bàn tay không biết là ai đẩy tôi từ phía sau bảo, người nhà Phi Nhung thì vào đi. Tôi chạy ào vào trong, vào thì cùng gia đình quỳ xuống. Trang Trần đốt ba cây nhang đưa cho tôi, tất cả chúng tôi quỳ xuống dưới trời nắng. Có nhân viên đài hóa thân cầm dù che bát nhang, và người thân của Phi Nhung. Tôi chứng kiến những người của nhà hoàng và đài hóa thân gánh quan tài em Phi Nhung xuống, xịt khuẩn, mọi người cùng chắp tay lạy đưa em vào trong, chuẩn bị hỏa táng. Khi ra tôi gặp các quý thầy đi theo làm lễ, các quý thầy dặn tôi chạy về chùa ở quận Tân Phú để cầu nguyện cho Phi Nhung, nhưng lúc đó tôi đuối quá. Cả đêm hôm trước không ngủ, ở suốt bên gia đình Hoài Linh, sáng hôm sau đưa tang bà Hoài Linh rồi đi quay, rồi tới thăm viếng mẹ của Trịnh Kim Chi.
nhận được tin là chạy ngược về đưa em Phi Nhung đoạn đường cuối nên bị mệt. Tới giờ này tôi vẫn ân hận, lẽ ra tôi nên về chùa để làm lễ với gia đình, hay ít ra cũng ngồi lại tới 4 giờ chiều để nhận tro cốt của em Phi Nhung, để đưa em thêm đoạn nữa. Đến giờ này tôi vẫn chưa biết người đàn ông đó là ai, tôi có nhắn tin thì người đó trả lời là sau khi hậu sự của chị Phi Nhung xong xuôi em sẽ đến thăm anh, còn bây giờ em xin chặn số điện thoại, Zalo của anh không liên lạc nữa. Tôi và Trang Trần là hai nghệ sĩ duy nhất được đưa tiễn Phi Nhung đoạn đường cuối. Ngọc Huyền bị nhắc phải đổi bài vì định hát ca khúc chưa xin phép tác giả trong tang lễ Phi Nhung. Phi Nhung ơi hãy tha thứ cho mình, đến giờ mình vẫn hối hận, nghệ sĩ Ngọc Huyền nói. Rạng sáng ngày 13 tháng 10 theo giờ Việt Nam, tang lễ của ca sĩ Phi Nhung đã diễn ra tại chùa Huệ Quang tại Mỹ. Tới dự đám tang có đông đảo nghệ sĩ và khán giả hâm mộ, ai cũng xót xa cho nữ ca sĩ. Ngay tại đây, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền bật khóc chia sẻ về người bạn của cô. Tôi xin gửi lời cảm ơn trân trọng và lời chúc sức khỏe đến toàn thể mọi người đã bỏ thời gian tới kính viếng ca sĩ Phi Nhung tại chùa Huệ Quang này. Thưa quý vị, tôi cũng là người con Phật nên coi sống chết là vô thường, cố dặn lòng mình không được rơi nước mắt để bạn tôi Phi Nhung được an lạc về nơi Phật Pháp. Nhưng Phi Nhung ơi, đứng trước bạn tại nơi đây, mình không khóc được, mình cầm nén nhang mà vẫn không tin đây là sự thật. Phi Nhung ơi hãy tha thứ cho mình và bạn đến bây giờ vẫn chưa có một tác phẩm nào chung với nhau trên sân khấu. Tuy rằng bạn và mình là những người bạn đầu tiên chơi với nhau, cùng kết bạn tri kỷ trong lần đầu tiên bạn về Việt Nam, nhưng sau đó mình lại lấy chồng định cư bên Mỹ, còn bạn ở Việt Nam suốt. Hai đứa mình cùng làm việc khác trung tâm. Chính vì vậy chúng mình không có thuận duyên để có một tác phẩm chung với nhau. Đến giờ mình vẫn vô cùng hối hận. Bởi vậy tôi muốn nói với mọi người rằng hãy cố gắng yêu thương và làm tất cả những gì cho nhau khi còn sống. Hãy sống hết mình như bạn tôi. Phi Nhung đã làm đừng để sống mà phải hối tiếc về những điều gì đó. Tôi biết rằng có nhiều bạn bè đồng nghiệp gắn bó Phi Nhung nhiều hơn, nhưng tôi lại được diễm phúc đến hát trong tang lễ của bạn. Mọi người ơi, Phi Nhung là một nghệ sĩ hạnh phúc nhất, có một tài sản to lớn mà không người nghệ sĩ nào trong số chúng tôi có được. Phi Nhung là mẹ của rất nhiều đứa con nuôi, ngoài người con ruột là bé Wendy. Ngoài ra còn rất nhiều người con nhận Phi Nhung làm người mẹ tinh thần, noi theo gương Phi Nhung để học hỏi, có những bước tiến lớn trong cuộc sống, có rất nhiều bài thơ, bài hát về Phi Nhung để tưởng niệm bạn tôi. Đó là một hạnh phúc lớn mà không phải người nghệ sĩ nào cũng có được. Đau lắm mọi người ạ, tôi đau mà không biết mình hát có được hay không. Nhưng dù sao tôi cũng xin thay mặt các con Nhung hát tặng cô ấy. Hát tặng một người mẹ cao cả, một người nghệ sĩ tài đức tài danh. Tôi xin hát bài Mẹ Yêu của tác giả Quách Bim. Ngọc Huyền định hát thì giám đốc trung tâm Thúy Nga nhắc nhở, vì vậy nên cô đành đổi bài và nói: xin lỗi quý vị, bài hát này chúng tôi chưa kịp xin phép tác giả, sợ rằng hát trên livestream sẽ có vấn đề, nên tôi xin được đổi ca khúc khác, là bài của cố nhạc sĩ Y Vân. Đây là bài hát của những người con kính dâng lên mẹ Phi Nhung, bài Lòng Mẹ.